đại lý phụ kiện xin chào các bạn một sản phẩm đó là bộ chia VGA 1-2 của Viki, mã sản phẩm là MT1502 xứ K, hàng chính hãng bảo hành 1 năm 1 đổi 1, xuất tín hiệu từ một máy tính ra hai màn hình. Sản phẩm có sử dụng nguồn adapter để tín hiệu được chuyển đổi ổn định và dài hơn. Các thông số ở trên sản phẩm ghi rất rõ. Đây là thông số kỹ thuật bên ngoài. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Đây là một chiếc adapter. Hình ảnh sách thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Đây là chiếc bộ chia USB, bộ chia VGA 2 cổng 150mhz, có đèn báo nguồn. Mã sản phẩm và thương hiệu Viki. Đây các cổng bên cổng VGA in từ cắm từ máy tính vào. Đây là cổng hai cổng chia ra hai màn hình. Đây là nguồn 5V chân cắm nguồn. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.